China is not alone in the fight. We stand in solidarity with the people of China. Bên cạnh các bạn, luôn luôn có chúng tôi. 泰国人民, 永远得, 中国人民, 大家一起. 大家人, 大家, 看你们, 在一起. Invece noi siamo vicini alla comunità cinese in questa battaglia comune. Today, on behalf of the Colombian people, I want to express my deepest solidarity with the Chinese people in this challenging moment. Stay strong, stay united. Praying for people in Wuhan to keep support them, fight for the coronavirus. Và tin tưởng rằng cuộc đấu tranh chống lại nạn dịch này sẽ giành được thắng lợi. Wuhan, 加油！